quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Để ủng hộ cho chương trình này, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo phần tin Canada, chúng tôi mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây diễn biến mới nhất về cuộc giao tranh khốc liệt giữa Nga và Ukraine. Nga đã chiếm nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu sau khi nã pháo. Putin cảnh báo các lệnh trừng phạt phương Tây là lời tuyên chiến. Ông Putin cũng nói rằng tương lai của Ukraine bị lâm nguy khi thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ. Sứ quán Ukraine ở Hà Nội làm hội trợ cây quỷ trong lúc Nga đánh Ukraine. Triều Tiên cho biết họ đã tiến hành vụ thử vệ tinh do thám quan trọng thứ hai. Trung Quốc cam kết phát triển hòa bình, các mối quan hệ với Đài Loan, nhưng phản đối sự can thiệp của nước ngoài. Mọi người trên khắp thế giới đang đặt Airbnb ở Ukraine trong một cách quyên góp đặc biệt. Cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho biết giá thực phẩm tăng 20,7% so với năm ngoái, lên mức cao kỷ lục vào tháng 2. Một báo cáo cho biết sẽ có 1 tỷ người bị bệnh béo phì vào năm 2030. Trong khi một nghiên cứu mới cho biết uống rượu nhẹ đến vừa phải có thể mang lại rủi ro cho não bộ. Bản tin chi tiết sẽ được cập nhật ngay sau đây. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Hoàng Anh và Hoàng Ngọc. Thưa quý vị, trong diễn biến mới nhất về tình hình giao tranh giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Putin nói rằng, tương lai của ukraine bị lâm nguy khi thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ tổng thống nga vladimir putin hôm thứ bảy cảnh báo rằng chế độ nhà nước ukraine đang lâm nguy và ví các lệnh trừng phạt của phương tây đối với nga là tuyên chiến trong khi lệnh ngừng bắn đã hứa ở thành phố cảng mariupol bị bao vây đã sụp đổ trong bối cảnh khủng bố với những lời hùng biện của điện kremlin ngày càng trở nên gay gắt và chiến sự tăng rã quân đội Nga tiếp tục tấn công vào các thành phố bị bao vây và số lượng người dân Ukraine bị buộc phải rời khỏi đất nước của họ đã tăng lên 1,4 triệu người. Các quan chức Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã tăng cường pháo kích vào Mariupol, đồng thời thả những quả bom mạnh vào các khu dân cư của Chernihiv, là một thành phố phía bắc của Kiev. Những người mẹ cô đơn khóc thương xác của những đứa trẻ bị giết những người lính bị thương được đeo băng giải để cố cầm máu và các bác sĩ làm việc dưới ánh sáng của điện thoại di động của họ khi sự ảm đạm và tuyệt vọng bao trùm tổng thống putin tiếp tục đổ lỗi tất cả những điều đó cho giới lãnh đạo ukraine và cảnh báo sự phản kháng lại của họ đối với cuộc xâm lược ông nói nếu họ tiếp tục làm những gì họ đang làm họ đang đặt câu hỏi về tương lai của nhà nước ukraine và nếu điều này xảy ra, nó sẽ hoàn toàn do lương tâm của họ. Ông cũng cảnh báo các lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm tê liệt nền kinh tế Nga và khiến giá trị đồng tiền của nước này sụt giảm là giống như đang tuyên chiến. Hệ thống tài chính của Nga phải hứng chịu thêm một đòn giáng nữa khi Mastercard và Visa thông báo họ tạm ngừng hoạt động ở nước này. Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã không làm theo thỏa thuận ngừng bắn và các cuộc không kích và pháo kích của nga đã ngăn cản người dân di tản tổng thống putin cáo buộc ukraine phá hoại nỗ lực này thỏa thuận ngừng bắn là nhằm tạo ra các hành lang nhân đạo cho việc di tản trẻ em phụ nữ và người lớn tuổi khỏi các thành phố bị bao vây nơi các hiệu thuốc hoạt động trơ trọi hàng trăm ngàn người phải đối mặt với tình trạng thiếu thức ăn và nước uống và những người bị thương đã không thể chống nổi vết thương của họ theo một thành viên của phái đoàn ukraine vòng đàm phán thứ ba giữa nga và ukraine sẽ diễn ra vào thứ hai trong các bình luận trên truyền hình ukraine thị trưởng maripol là vadim bochenko cho biết thành phố đang ở trong tình trạng bị bao vây rất rất khó khăn các cuộc pháo kích liên tục vào các khu dân cư đang diễn ra máy bay đã thả bom xuống các khu vực dân cư những người chiếm đóng nga đang sử dụng pháo hạng nặng bao gồm nhiều bệ phóng tên lửa grad Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể ở phía nam Ukraine, tìm cách cắt đứt quyền tiếp cận biển của Ukraine. Việc chiếm được Mariupol có thể cho phép Nga thiết lập một hành lang trên bộ tới Crimea mà nước này đã sáp nhập vào năm 2014. Trong một bài phát biểu trước người Ukraine hôm thứ Bảy, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ ra những quả bom nặng 500 kg đã thả xuống các ngôi nhà của người Ukraine. Hãy nhìn Borodanka, những ngôi trường bị phá hủy những trường mẫu giáo bị nổ tung nhà thờ kha kiếp bị hư hại hãy nhìn những gì nga đã làm phương tây đã hậu thuẫn rộng rãi cho ukraine cung cấp viện trợ và vũ khí và gián đoàn trừng phạt lớn vào nga nhưng bản thân cuộc chiến được để cho những người ukraine tự chống chọi họ đã thể hiện sự pha trộn giữa quyết tâm can đảm và sự thất vọng tổng thống zelensky nói với các nhà lập pháp hoa kỳ Quân đội Nga đã tiến vào nhà máy điện hạt nhân thứ ba, đã nắm quyền kiểm soát một trong bốn nhà máy đang hoạt động ở nước này và nhà máy đóng cửa ở Chernobyl. Tổng thống Zelensky đã cầu xin các nhà lập pháp giúp đỡ thêm, đặc biệt là máy bay chiến đấu để giúp bảo vệ bầu trời Ukraine, ngay cả khi ông khẳng định Nga đang bị đánh bại. Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố cảng Kherson ở miền nam nước này trong tuần này. Mặc dù họ đã bao vây Kharkiv, Mykolaiv, Chernihiv và Sumy, các lực lượng Ukraine vẫn giữ được quyền kiểm soát các thành phố quan trọng ở miền Trung và Đông Nam Ukraine, theo Tổng thống Zelensky cho biết. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gọi điện cho Tổng thống Zelensky vào sáng sớm Chủ nhật theo giờ Kyiv để thảo luận về các biện pháp trừng phạt Nga và tăng tốc hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine. Nhà Trắng cho biết cuộc điện đàm cũng bao gồm các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Tại Kiev, Ukraine, đám đông nam giới đã xếp hàng ở Kiev để gia nhập quân đội Ukraine. Một lệnh của chính phủ Ukraine cấm nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 60 rời khỏi đất nước để giữ họ tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhưng một số người trong số họ như là Volodymyr Onesco đã tình nguyện chiến đấu. Những người khác như là cựu chiến binh quân đội Anh là ông Mark Ayer đã tình nguyện đến Ukraine để giúp đỡ. Tin từ Lviv, Ukraine Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn giám đốc điều hành SpaceX là ông Elon Musk đã cho phép Ukraine truy cập vào hệ thống Internet vệ tinh của công ty ông có tên là Starlink. Tôi biết ơn anh ấy vì đã ủng hộ Ukraine bằng lời nói và việc làm. Ông Zelensky nói trong một tweet tuần tới chúng tôi sẽ nhận được một đợt hệ thống Stalin khác cho các thành phố bị phá hủy. Tổng thống Zelensky đã nói đùa rằng họ đã thảo luận về các dự án không gian khả thi mà ông ấy sẽ thảo luận sau chiến tranh. Thị trưởng Kiev là ông Vitaly Klitschenko hôm thứ Bảy cho biết hệ thống Stalin sẽ giúp bảo đảm công việc của cơ sở hạ tầng quan trọng và bảo vệ thành phố Kiev. Một số thành phố lớn của Ukraine vẫn không có kết nối Internet hoặc là điện thoại sau khi bị quân đội Nga nã pháo vào. Tại Kiev, Ukraine, một nhân viên y tế Ukraine đã bị bắn khi đang trên đường sơ tán những người bị thương từ ngoại ô Kiev để được chôn cất tại thủ đô của đất nước vào hôm thứ Bảy. Cô Valentina Bershaik được biết đến ở địa phương là Romaska, có nghĩa là Daisy, tức là hoa cúc một người bạn mô tả cô ấy là một kẻ liều lĩnh, người không bao giờ sợ bị dính đạn. Cô luôn chạy đến những nơi nguy hiểm nhất để giải cứu những người bị thương. Cô Valentina từng là một công nhân, được trả lương cao tại một công ty vận tải và hậu cần. Nhưng vào năm 2016, cô gia nhập quân đội với tư cách là một nhân viên y tế để đối phó với cuộc xung đột ly khai ở miền đông Ukraine một số phụ nữ bao gồm một số người mặc áo quân đội đã khóc khi thi thể của cô nằm trong quan tài tại một buổi lễ một bức chân dung của valentina ở trên một bức tường gần đó tại nghĩa trang những bông hồng đỏ đã được đặt trên cơ thể của valentina sau khi cô được chôn cất một lá quốc kỳ ukraine đã được phủ lên hãng thông tấn ria của nga cho biết bộ ngoại giao nga hôm thứ bảy đã kêu gọi các nước liên minh châu âu và cơ quan nato ngừng bơm vũ khí cho Ukraine. Hãng này cũng cho biết Moscow đặc biệt lo lắng rằng tên lửa Stinger phòng không di động có thể rơi vào tay những kẻ khủng bố, gây ra mối đe dọa cho các hãng hàng không. Chiến tranh Ukraine, Thủ tướng Anh Boris Johnson đặt kế hoạch 6 điểm để đánh bại Putin. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết các nhà lãnh đạo thế giới phải nỗ lực mới để bảo đảm cuộc xâm lược khủng khiếp của Nga vào Ukraine không thành công. Viết trên tờ New York Times, thủ tướng nói không phải các sứ giả tương lai mà chính người dân Ukraine sẽ là người phán xét chúng ta. Ông Johnson đã đề ra một kế hoạch gồm 6 điểm, bao gồm tăng cường nhanh chóng hệ thống phòng thủ ở các nước NATO trước một loạt cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo quốc tế thủ tướng nói putin phải thất bại và phải được nhìn thấy là thất bại trong hành động gây hấn này việc bày tỏ sự ủng hộ của chúng ta đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ là chưa đủ chúng ta phải bảo vệ nó trước nỗ lực liên tục nhằm viết lại các quy tắc của lực lượng quân sự Cuộc xâm lược của Nga đã bị lên án bởi 141 quốc gia tại Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tuần này, trong khi 39 quốc gia do Vương quốc Anh phối hợp đã đưa ra cáo buộc lớn nhất từ trước đến nay về tội ác chiến tranh của Nga lên tòa án hình sự quốc tế. Nhưng ông Johnson chuẩn bị kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thực hiện một nỗ lực đổi mới và phối hợp để ngăn chặn tổng thống Nga Vladimir Putin Downing Street cho biết trong kế hoạch 6 điểm của mình để duy trì áp lực đối với ông Putin, thủ tướng nói, các nhà lãnh đạo thế giới nên huy động một liên minh nhân đạo quốc tế cho Ukraine. Họ cũng nên hỗ trợ Ukraine trong nỗ lực cung cấp khả năng tự vệ của chính mình. Áp lực kinh tế đối với Nga sẽ tăng lên. Cộng đồng quốc tế phải chống lại sự bình thường hóa đáng sợ của Nga đối với các hành động của họ ở Ukraine các nghị quyết ngoại giao về cuộc chiến phải được theo đuổi, nhưng chỉ với sự tham gia đầy đủ của chính phủ hợp pháp của Ukraine. Cần có một chiến dịch nhanh chóng để tăng cường an ninh và khả năng phục hồi giữa các nước NATO. Thủ tướng Boris Johnson cũng dự kiến sẽ đưa ra thông điệp của mình tại các cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại phố Downing vào thứ Hai. Vào thứ ba, ông sẽ tiếp các nhà lãnh đạo của nhóm V4 của các quốc gia Trung Âu bao gồm Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia. Phố Downing cho biết, các quốc gia này đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo với 1,4 triệu người phải rời Ukraine sang các quốc gia láng giềng chỉ trong 10 ngày. Ông Johnson nói, thế giới đang theo dõi. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cảnh báo ông Putin không nên thử thách Vương quốc Anh. Trong một cuộc phỏng vấn với Sunday Telegraph, ông Wallace nói, lịch sử rải rác với các nhà lãnh đạo độc tài đánh giá thấp phương Tây và Vương quốc Anh. Ông ấy rõ ràng đã đánh giá thấp cộng đồng quốc tế. Nếu chúng ta gắn bó với nhau và từ chối bị đe dọa thì tôi tin rằng ông ta sẽ thất bại. Yêu cầu của Nga về sự đảm bảo của Mỹ có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán hạt nhân. Một quan chức cấp cao của Iran cho biết, yêu cầu của Nga về sự bảo đảm bằng văn bản từ Mỹ rằng các lệnh trừng phạt đối với Moscow sẽ không làm tổn hại đến hợp tác của Nga với Iran là không mang tính xây dựng đối với các cuộc đàm phán giữa Tehran và các cường quốc toàn cầu nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 tuyên bố của nga có thể đánh bay các cuộc đàm phán gián tiếp kéo dài nhiều tháng giữa tehran và washington tại vienna được đưa ra ngay sau khi tehran cho biết họ đã đồng ý một lộ trình với các cơ quan giám sát hạt nhân của liên hợp quốc để giải quyết các vấn đề còn tồn động có thể giúp bảo đảm hiệp ước hạt nhân Nga đã đặt yêu cầu này lên bàn tại cuộc đàm phán ở Vienna từ hai ngày trước. Bằng cách thay đổi lập trường của mình trong các cuộc đàm phán ở Vienna, Nga muốn bảo đảm lợi ích của mình ở những nơi khác. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Bảy cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với cuộc chiến ở Ukraine đã trở thành một trở ngại cho thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời cảnh báo lợi ích quốc gia của Nga sẽ phải được tính đến. Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga muốn có một sự đảm bảo bằng văn bản từ Hoa Kỳ rằng hợp tác thương mại, đầu tư và quân sự kỹ thuật của Nga với Iran sẽ không bị cản trở dưới bất kỳ hình thức nào bởi lệnh trừng phạt. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ áp đặt lên Nga sau cuộc xâm lược Ukraine sẽ không có bất kỳ tác động nào đến khả năng triển khai của Hiệp định Hạt nhân Iran trung quốc cũng đã yêu cầu đảm bảo bằng văn bản rằng các công ty của họ kinh doanh ở iran sẽ không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của mỹ những đòi hỏi như vậy có thể làm phức tạp các nỗ lực nhằm ký kết một thỏa thuận hạt nhân vào thời điểm mà một thỏa thuận có vẻ là khả thi tất cả các bên liên quan đến các cuộc đàm phán tại vienna đã cho biết hôm thứ sáu rằng họ gần đạt được một thỏa thuận Thỏa thuận năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc đã nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Tehran. Để đổi lại việc Iran hạn chế làm giàu uranium, khiến Tehran khó phát triển nguyên liệu cho vũ khí hạt nhân. Hiệp định đã tan vỡ sau khi tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ khỏi hiệp định vào năm 2018. Kể từ năm 2019, Tehran đã vi phạm các giới hạn hạt nhân của thỏa thuận và vượt xa hơn nữa, xây dựng lại các kho dự trữ uranium đã được làm giàu tinh chế nó đến độ tinh khiết phân hạch cao hơn và lắp đặt các máy ly tâm tiên tiến để tăng tốc sản lượng. Iran phủ nhận họ từng tìm cách mua vũ khí hạt nhân. Triều Tiên cho biết họ đã tiến hành vụ thử vệ tinh do thám quan trọng thứ hai. Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên đưa tin hôm Chủ nhật rằng nước này đã tiến hành một cuộc thử nghiệm quan trọng khác đối với các hệ thống vệ tinh do thám. Một ngày sau khi các nhà chức trách quân sự khu vực báo cáo vụ phóng tên lửa đạn đạo lần thứ hai trong tuần. Vụ phóng tên lửa này đã thu hút sự lên án từ các chính phủ Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Vốn lo ngại rằng Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử vũ khí lớn trong những tháng tới. Họ coi các vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên là sự che đậy mỏng manh cho các cuộc thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo bị cấm bởi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, có vẻ là tên lửa đạn đạo được bắn từ một khu vực gần Bình Nhưỡng, nơi có sân bay quốc tế của họ. Quân đội Hàn Quốc cho biết, tên lửa của Triều Tiên đạt độ cao khoảng 560 km và bay được 270 km. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ, Triều Tiên đã tiến hành một số vụ phóng vũ khí kỷ lục vào tháng Giêng và nước này có thể tiếp tục thử vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa nhất lần đầu tiên kể từ năm 2017. Cuộc thử nghiệm hôm thứ Bảy diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống vào thứ Tư ở Hàn Quốc hàn quốc cũng đang thúc đẩy các kế hoạch về các phương tiện phóng vào vũ trụ của riêng mình vốn không bị hội đồng bảo an liên hiệp quốc cấm hãng tin yonhap đưa tin họ có kế hoạch thử nghiệm một quả đạn không gian nhiên liệu rắn trong tháng này như một phần của dự án triển khai các vệ tinh giám sát quân sự của riêng mình để giám sát miền bắc liên quan đến trung quốc và đài loan thủ tướng trung quốc là lý khắc cường hôm thứ bảy cam kết thúc đẩy tăng trưởng hòa bình trong quan hệ với đài loan và sự thống nhất đồng thời cho biết chính phủ của ông kiên quyết phản đối bất kỳ hoạt động ly khai hoặc là sự can thiệp nào của nước ngoài trung quốc đã tăng cường hoạt động quân sự gần hòn đảo này trong hai năm qua đáp lại điều mà họ gọi là thông đồng giữa đài bắc và washington nhà cung cấp vũ khí là hậu thuẫn quốc tế chính của đài loan phát biểu khai mạc cuộc họp thường niên của quốc hội trung quốc ông lý cho biết bắc kinh tuân theo nguyên tắc một trung quốc trong đó tuyên bố đài loan là một phần của trung quốc hội đồng các vấn đề đại lục của đài loan đã phản ứng bằng cách nói rằng trung quốc nên tập trung nhiều hơn vào việc giải quyết các mối quan tâm thực sự của người dân và thúc đẩy dân chủ hơn là phá hoại các quy tắc và trật tự quốc tế Trong một cách quyên góp đặc biệt khác, mọi người trên khắp thế giới đang đặt Airbnb ở Ukraine nhưng không có kế hoạch sẽ đến đất nước này. Ông Volodymyr Bondarenko dành phần lớn thời gian trong ngày sống trong căn hộ của mình ở thủ đô Kiev ở Ukraine. Ngoài việc lắng nghe còi báo động của cuộc không kích và điên cuồng nhắn tin cho gia đình để cập nhật thông tin. Anh cũng đã trao đổi tin nhắn với một loạt khách Airbnb đặt phòng của mình ở trung tâm thủ đô Ukraine, đôi khi anh gửi một biểu tượng cảm xúc đang khóc, lần khác thì biểu tượng cảm xúc bàn tay cầu nguyện. Đó là cách anh ấy cảm ơn những người đang đặt căn hộ của mình, mặc dù họ không hề có ý định sẽ đến nhận phòng. Các chủ nhà Airbnb ở Ukraine đang tràn ngập các booking đặt phòng từ những người trên khắp thế giới, nhưng những người này chỉ đặt và không có kế hoạch sẽ đến nhận phòng. Đây là một phần của chiến dịch truyền thông xã hội đầy sáng tạo nhằm quyên góp tiền cho những người Ukraine bị bao vây, những người mà đang cần hỗ trợ tài chính khi lực lượng Nga bắn phá đất nước của họ và cắt đứt các dịch vụ. Ý tưởng này đã lan rộng, vào ngày 2 tháng 3 và ngày 3 tháng 3, khách từ trên khắp nơi trên thế giới đã đặt hơn 61.000 đêm ở Ukraine, theo người phát ngôn của Airbnb. Người phát ngôn cho biết, hơn một nửa số đêm đó đã được đặt trước bởi người Mỹ. Lời kêu gọi khách đặt phòng Airbnb ở Ukraine bắt đầu trực tuyến, nơi những người ủng hộ kêu gọi mọi người đặt phòng, càng gần ngày nhận phòng càng tốt để bảo đảm chủ nhà nhận được phí nhanh chóng. Airbnb thường phát hành khoản thanh toán khoảng 24 giờ sau khi khách đăng ký. Airbnb cho biết họ đang cung cấp chỗ ở tạm thời ở các nước láng giềng cho 100.000 người Ukraine đang chạy trốn khỏi đất nước của họ vì cuộc xâm lược của Nga. Airbnb không thu phí đối với cả khách và chủ nhà trong nước một số người đang cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo có thể thiết lập tài khoản Airbnb giả mạo ở ukraine để tận dụng lòng hảo tâm của thế giới những người cho thuê đặt phòng được khuyến khích kiểm tra danh sách cẩn thận một trong những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đằng sau nỗ lực của Airbnb cũng đã khuyến khích những người theo dõi của mình bảo trợ các thương gia Ukraine trên Etsy, nhưng yêu cầu người bán không chuyển bất kỳ hàng hóa nào. Etsy đã thông báo rằng họ đang hủy các số dư hiện tại và các khoản phí mà tất cả người bán ở Ukraine nợ. Bondarenko là công ty chủ quản của Airbnb ở Kiev, cho biết, trong khi các ngân hàng đóng cửa ở một số thành phố và các khoản thanh toán qua Airbnb có thể không đến được các chủ nhà nhanh như bình thường, thì hỗ trợ tài chính là điều đáng an ủi trong một thế giới đầy khủng bố và bất ổn. Ông và những người chủ nhà Airbnb cho biết điều quan trọng không kém là những lời hỗ trợ mà họ nghe được từ những người xa lạ ở thế giới cách xa. Sứ quán Ukraine ở Hà Nội làm hội trợ gây quỹ trong lúc Nga đánh Ukraine chiều thứ Bảy ngày 5 tháng 3, Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội tổ chức một hội trợ từ thiện nhằm gây quỹ quyên góp cho chính phủ và người dân Ukraine và nâng cao nhận thức cho những người đến dự về tình hình chiến sự tại Ukraine hiện nay. Trước khi hội trợ diễn ra hai ngày, Đại sứ quán Ukraine thông báo cập nhật người dân mang quốc tịch Nga và Belarus không được tham dự sự kiện này. Hội trợ giới thiệu tới người tham dự các món ăn, đồ lưu niệm, văn hóa Ukraine, nhưng nhìn chung không khí lễ hội như các hội trợ khác hoàn toàn không có. Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội cho biết, chúng tôi đã từng nhận được viện trợ nhân đạo từ chính phủ Việt Nam trong thời kỳ Covid với những máy trợ thở trị giá lên đến khoảng 10 triệu đô la Mỹ tuy nhiên đó là câu chuyện của hai năm trước giờ đây chúng tôi chưa nhận được hỗ trợ từ việt nam đất nước nơi chúng tôi đang làm việc kể cả viện trợ nhân đạo Ông cô tỏ ra bức xúc khi nói đến kết quả của cuộc đàm phán thứ hai giữa Ukraine và Nga. Ông nói, hành lang nhân đạo nên được phía Nga thiết lập chứ không phải phía chúng tôi, vì chúng tôi là người bị hại. Họ đang xâm lược nước chúng tôi mà. Một số đại sứ quán khác tại Hà Nội như Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ cũng ủng hộ gian hàng của đất nước mình cho nhân dân Ukraine tại hội trợ này. Đại sứ Cộng hòa Séc, tiến sĩ Vitek cho biết sống ở Việt Nam 5 năm, tôi có thể hiểu vì sao Việt Nam bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine. Việt Nam luôn mong muốn cuộc xung đột này có thể giải quyết bằng biện pháp ngoại giao và hòa giải. Việc Việt Nam là một trong vài nước bỏ phiếu trắng có thể hiểu là họ không hài lòng với hành động can thiệp của Nga vào Ukraine. Hơn hết, Việt Nam là đất nước chịu quá nhiều nỗi đau chiến tranh trong hàng ngàn năm qua, nên nhân dân Việt Nam là người hiểu nhất nỗi đau của người dân Ukraine hiện nay. Này, với tình hình chiến sự đang diễn ra tại Ukraine hiện nay và với mục đích của hội trợ lần này, có thể dễ hiểu vì sao đây là một hội trợ mang đầy màu sắc chính trị và ít không khí lễ hội nhất mà người dân Hà Nội được tham dự. Cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết giá thực phẩm tăng 20,7% so với năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục vào tháng 2. Giá lương thực thế giới đạt mức cao kỷ lục trong tháng 2, dẫn đầu là sự tăng giá của dầu thực vật và các sản phẩm từ sữa, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cơ quan thực phẩm của Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Sáu. Chỉ số giá lương thực của tổ chức nông lương FAO theo dõi các mặt hàng lương thực được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu, đạt trung bình 140,7 điểm trong tháng trước so với mức 135,4 vào tháng Giêng giá lương thực cao hơn đã góp phần làm tăng lạm phát trên diện rộng khi các nền kinh tế đang phục hồi sau cuộc khủng hoảng coronavirus và fao đã cảnh báo rằng chi phí cao hơn đang khiến dân số nghèo hơn gặp rủi ro ở các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu nhà kinh tế của FAO cho biết những lo ngại về tình hình cây trồng và khả năng xuất khẩu chỉ là một phần nguyên nhân của sự gia tăng giá lương thực toàn cầu. Dữ liệu cho báo cáo tháng 2 chủ yếu được tổng hợp trước khi Nga xâm lược Ukraine. Những lo ngại về căng thẳng ở khu vực Biển Đen vốn đã đè nặng lên thị trường nông sản ngay cả trước khi bạo lực bùng phát. Nhưng các nhà phân tích cảnh báo, xung đột kéo dài có thể ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu ngũ cốc. FAO cho biết chỉ số dầu thực vật đã tăng 8,5% trong tháng 2 là do giá dầu cọ, đậu nành và hướng dương tăng. Sản lượng của Ukraine và Nga chiếm khoảng 80% lượng dầu hướng dương xuất khẩu toàn cầu. Chỉ số giá ngũ cốc tăng 3% trong tháng, trong đó giá ngô tăng 5,1% và giá lúa mì tăng 2,1%, chủ yếu là do sự không chắc chắn về dòng cung toàn cầu từ các cảng biển đen. Chỉ số giá sữa của FAO tăng 6,4%, đây là mức tăng hàng tháng thứ 6 liên tiếp do nguồn cung toàn cầu thắt chặt, trong khi giá thịt tăng 1,1% trong tháng 2. Ngược lại, đường là chỉ số duy nhất giảm, giảm 1,9% so với tháng trước do một phần triển vọng sản xuất thuận lợi ở các nhà xuất khẩu lớn là Ấn Độ và Thái Lan. FAO cũng đưa ra dự báo đầu tiên về sản lượng ngũ cốc vào năm 2022 khi sản lượng lúa mì toàn cầu tăng lên 790 triệu tấn từ 775,4 triệu vào năm 2021, một phần nhờ hy vọng năng suất cao và việc trồng rộng rãi ở Canada, Hoa Kỳ và châu Á. Tuy nhiên, cơ quan của Liên hợp quốc cảnh báo rằng các dự báo của họ không tính đến tác động có thể xảy ra của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. FAO cho biết, sản lượng ngô ở Argentina và Brazil Năm 2022 được dự báo ở mức cao hơn mức trung bình, đặc biệt là ở Brazil, nơi sản lượng ngô đạt mức cao kỷ lục 112 triệu tấn. Việc sử dụng ngũ cốc trên thế giới trong năm 2021-2022 được dự báo sẽ tăng 1,5% so với mức 2020-2021, đạt 2,802 tỷ tấn. Dự báo của FAO về dự trữ ngũ cốc thế giới vào cuối mùa vụ năm 2022 là 836 triệu tấn. Một báo cáo cho biết sẽ có một tỷ người bị bệnh béo phì vào năm 2030. Một tỷ người trên toàn cầu sẽ phải sống chung với bệnh béo phì vào năm 2030, theo dự báo trong một báo cáo mới. Bản đồ béo phì thế giới năm 2022 do Liên đoàn béo phì thế giới phát hành vào hôm thứ sáu dự đoán một phần năm phụ nữ và một trên bảy nam giới trên toàn cầu sẽ sống chung với bệnh béo phì vào cuối thập kỷ này. Trong khi các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình được dự đoán là sẽ có mức tăng đáng kể nhất, tỷ lệ béo phì dự kiến sẽ tăng gấp 3 lần ở các quốc gia có thu nhập thấp khi so sánh với số liệu của năm 2010. Các ước tính cho thấy một nửa số phụ nữ bị bệnh béo phì sống ở 11 quốc gia: Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Mexico, Nga, Ai Cập, Indonesia, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Tương tự, một nửa số đàn ông bị béo phì 69 quốc gia bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Mexico, Nga, Ai Cập, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng 64 triệu phụ nữ và 61 triệu nam giới ở Hoa Kỳ dự kiến sẽ phải sống chung với bệnh béo phì vào năm 2030. Theo phản hồi của báo cáo, hơn 150 chuyên gia y tế và những người ủng hộ đã đệ trình một lá thư trước Đại hội đồng Y tế Thế giới vào tháng 5 kêu gọi một kế hoạch hành động toàn cầu. Giám đốc điều hành của Liên đoàn Béo Phì Thế giới, John Hanna Rustin, cho biết mặc dù có khả năng thế giới sẽ bỏ lỡ các mục tiêu về béo phì vào năm 2025, Năm, nhưng vẫn có lý do để hy vọng. Hàng năm chúng tôi đang tăng cường hiểu biết khoa học về bệnh béo phì, những người hơn bao giờ hết đòi hỏi hành động trong cộng đồng của họ và động lực gần đây về việc đảm bảo sự phối hợp do tổ chức y tế thế giới dẫn dắt thông qua kế hoạch hành động toàn cầu về bệnh béo phì có nghĩa là chúng ta vẫn nên hy vọng. Nhưng cơ hội bị bỏ lỡ trong thập kỷ trước phải là một lời cảnh báo rằng thành công sẽ chỉ đến nếu tất cả chúng ta cùng làm việc và và đầu tư vào việc thực hiện và hỗ trợ các hành động toàn diện để ngăn ngừa, quản lý và điều trị bệnh béo phì trong suốt cuộc đời. Thưa quý vị, một nghiên cứu mới cho biết uống rượu nhẹ đến vừa phải có thể mang lại rủi ro cho não bộ. Một nghiên cứu mới cho thấy uống rượu nhẹ đến vừa phải có thể mang lại rủi ro cho não, bao gồm giảm khối lượng não, các nhà nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania đã phân tích dữ liệu từ hơn 36.000 người trưởng thành và nhận thấy mối liên hệ giữa việc sử dụng rượu và sự lão hóa được mở rộng tùy thuộc vào mức độ tiêu thụ. Người lớn từ 50 tuổi trở lên tiêu thụ hai đơn vị, tức là một ly bia hoặc là một ly rượu mỗi ngày, cho thấy những thay đổi của não tương đương với 2 năm lão hóa. Các nhà nghiên cứu cho biết Việc xem 36.000 bản quét MRI từ ngân hàng Biobank của Vương quốc Anh, nơi lưu giữ thông tin di truyền và y tế của nửa triệu người trung niên trở lên của anh, cho phép họ tính toán chất xám và trắng trong các vùng khác nhau của não. Những người tình nguyện tham gia từ ngân hàng sinh học đã trả lời một loạt các câu hỏi khảo sát để đánh giá mức tiêu thụ rượu của họ, từ 0 đến 4 đơn vị mỗi ngày. Khi được phân nhóm dựa trên mức tiêu thụ, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy sự giảm tương ứng chất lượng não với lượng rượu một người uống mỗi ngày. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra sự khác biệt giữa không tiêu thụ và tiêu thụ 4 đơn vị tương đương với hơn 10 năm lão hóa. Và sau đây là cập nhật nhanh về tình trạng Covid-19 tại Việt Nam. Bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế Việt Nam Ngày 5 tháng 3 cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 131.817 ca mắc mới, Phú Thọ đăng ký bổ sung 33.144 ca nhiễm, Thái Nguyên thì bổ sung 8.289 ca nhiễm. Trong ngày thì có 26.566 ca khỏi bệnh, có 82 ca tử vong. Hà Nội ghi nhận có 25.013 ca mắc mới, còn tại Sài Gòn số ca mắc mới là 2.984 ca. Các địa phương khác có số ca mắc cao là Bắc Ninh có 7.161 ca, Nghệ An thì có 6.460 ca, Sơn La ghi nhận 4.228 ca, Phú Thọ 3.864 ca, Hưng Yên 3.818 ca, Bình Dương có 3.608 ca, Nam Định có 3.536 ca, Lạng Sơn thì có 3.251 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận có 4.232.520 ca nhiễm và có 40.726 ca tử vong. Tổng số ca đã điều trị khỏi là trên 2,6 triệu người. Số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 4.249 ca. Tổng số liều vaccine đã được tiêm ở Việt Nam cho đến nay là trên 197,2 triệu liều. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel được gửi đến quý vị hai lần vào mỗi ngày. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và nhớ bật nút chuông thông báo để đón theo dõi các video mới tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin là một số tin tức giải trí. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi với biên tập viên Thiên Hà và Nhân Nguyễn. Và chào mừng quý vị đến với bản tin giải trí ngày 6 tháng 3. Bản tin hôm nay bao gồm các thông tin chính như sau. Tôm hùm xanh ngọc bích xuất hiện ở Việt Nam. Kim Kardashian chính thức được khôi phục tình trạng độc thân. Ca sĩ Camila Cabello đăng ảnh thu hoạch hoa súng ở Việt Nam trên Instagram. Sau chương trình đăng ký gửi tên người lên sao hỏa, NASA sẽ gửi tên của bạn lên mặt trăng cặp vợ chồng Mila Kunis và Aston Kutcher ra mắt chiến dịch gây quỹ cho Ukraine. Đến với chuyên mục điểm phim của tuần này, mời quý vị theo dõi bộ phim Mamma Mia. Tôm hùm xanh ngọc bích xuất hiện ở Việt Nam. Một con tôm hùm Canada màu xanh ngọc bích dài 48cm và nặng 3,9kg vừa được phát hiện trong lô nhập từ Canada về Việt Nam theo đại diện của đơn vị được nhập tâm hùm Canada chính ngạch cho biết, con tâm hùm này được tìm thấy trong lô hàng cặp bến thành phố Sài Gòn vào chiều ngày thứ Sáu. Theo người này cho hay, trên thế giới mới chỉ xuất hiện từ 2 đến 3 con có màu sắc này và chiều dài chỉ ở mức 30 đến 35 cm. Với con tâm hùm xanh về Việt Nam, đây là con có kích cỡ khổng lồ. Tôm hùm Canada thông thường có màu cam xanh, chúng thường nặng 300 g đến 2,5 kg, dài 30 đến 40 cm. Rất hiếm loại có trọng lượng trên 3 kg mà lại màu xanh ngọc bích. Theo người dân đánh bắt tôm hùm, những con tôm có lớp vỏ xanh như này khá nổi bật và khó ngụy trang hơn so với đồng loại có màu nâu nhạt thông thường. Do đó chúng dễ bị động vật săn mồi phát hiện nên số lượng rất ít. Trước đó tại Anh, một ngư dân 25 tuổi đến từ New Line cũng đã bắt được con tôm hùm màu sắc bắt mắt, dài khoảng 30cm ở ngoài khơi thị trấn ven biển New Line. Theo nghiên cứu của trại nhân giống quốc gia Anh, trong 2 triệu con mới có một con tôm màu xanh ngọc bích. Kim Kardashian chính thức được khôi phục tình trạng độc thân Tại một phiên tòa ở Los Angeles, hôm thứ Tư, thẩm phán đã chấp nhận yêu cầu được tuyên bố độc thân hợp pháp của Kim Kardashian. Như vậy, ngôi sao truyền hình thực tế đã chính thức chấm dứt mối quan hệ vợ chồng với rapper Kanye West sau gần 8 năm chung sống. Vào năm ngoái, nữ doanh nhân và ngôi sao của chương trình truyền hình Keep Up With The Kardashian đã đệ đơn ly hôn với rapper Kanye West, người đã đổi tên hợp pháp thành Di, với lý do các khác biệt không thể hòa giải nam rapper 44 tuổi đã phản đối vụ ly hôn và công khai kêu gọi vợ quay trở lại cuộc hôn nhân của họ. Trong các bài đăng trên Instagram gần đây, Kanye West còn thậm chí chỉ trích cách nuôi dạy con của Kim Kardashian với mối quan hệ mới của cô với nam diễn viên Peter Davison. Kanye West và Kim Kardashian kết hôn vào tháng 5 năm 2014 và trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng được nhắc đến nhiều nhất tại Hollywood, thường được gọi là Kim Yee. Cặp đôi ngày càng xa cách khi nam rapper chỉ dành phần lớn thời gian của mình tại trang trại ở Wyoming, trong khi Kim Kardashian sinh sống tại biệt thự của họ ở California. Cặp đôi có với nhau bốn người con từ 2 đến 8 tuổi. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của Kanye West Trước đó, Kim Kardashian từng trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi với cầu thủ bóng rổ Chris Humphries và nhà sản xuất âm nhạc Damon Thomas. Ca sĩ Camila Cabello đăng ảnh thu hoạch hoa súng ở Việt Nam trên Instagram. Mới đây, nữ ca sĩ người Mỹ Camila Cabello, giọng ca nổi tiếng với bản hit Havana, đã bất ngờ chia sẻ bức ảnh những người phụ nữ Việt Nam thu hoạch hoa súng ở tỉnh Long An trên chế độ Instagram Story. Theo đó, nữ ca sĩ đã chia sẻ lại bức ảnh đăng trên Edmos, một tạp chí về văn hóa và du lịch của Mỹ. Chú thích cho bài đăng gốc, trang Instagram của Edmos cho biết, những bông hoa súng này là cây dại, mang lại nguồn thu nhập phụ cho phụ nữ thu hoạch và bày bán ở chợ. Hoa súng có thể dùng làm trà hoặc trang trí, và phần cuốn của hoa có thể ăn sống hoặc nấu canh. Trên Facebook, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã bày tỏ sự thích thú khi thấy bài đăng của nữ ca sĩ. Một số bình luận còn yêu cầu cô tổ chức buổi biểu diễn tại Việt Nam vào một ngày không xa. Nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung, tác giả bức ảnh, đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi một ngôi sao quốc tế biết đến Việt Nam thông qua tác phẩm của anh. Được biết, bức ảnh được tác giả chụp vào năm 2019, ghi lại cảnh những người phụ nữ rửa bông xuống màu hồng có cuốn dài, được xếp thành hình chữ S sau khi thu hoạch. Bức ảnh đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế, bao gồm các việc lọt vào danh sách rút gọn cho vòng chung kết của Giải thưởng nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2020. Sau chương trình đăng ký gửi tên người lên sao hỏa, NASA sẽ gửi tên của bạn lên mặt trăng. Ngay từ bây giờ, bạn đã có thể đăng ký trực tuyến trên trang web của NASA để nhận tấm thẻ lên tàu cho sứ mệnh khám phá mặt trăng Artemis One, chuyến bay thử nghiệm không người lái cho các sứ mệnh mặt trăng trong tương lai. Sứ mệnh Artemis One dự kiến sẽ được phóng và quay quanh mặt trăng vào tháng 5 hoặc tháng 6 này. Được hỗ trợ bởi hệ thống phóng tàu không gian, một tổ hợp tên lửa đẩy mạnh nhất của NASA cho đến nay, sứ mệnh Artemis One đã chứng kiến tàu vũ trụ Orion cất cánh từ trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida và dành vài ngày để bay quanh mặt trăng trước khi quay trở lại trái đất. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, sứ mệnh Artemis 2 sẽ được thực hiện vào 2024. Mục tiêu cuối cùng của chương trình Artemis là đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2025, tức là 53 năm sau sứ mệnh hạ cánh trên mặt trăng mới nhất của phi hành đoàn Apollo 17. Và như một phần lớn của chương trình NASA sẽ đưa người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên hạ cánh trên bề mặt mặt trăng một điều thú vị là theo như thần thoại hy lạp Artemis là nữ thần mặt trăng và cũng đồng thời là người em song sinh của vị thần mặt trời Apollo cách thức đăng ký gửi tên của bạn lên sứ mệnh Artemis One rất nhanh chóng và dễ dàng hãy truy cập nasa.gov và click vào danh mục send your name to space with Artemis One sau đó bạn sẽ nhập tên của mình và nhận tấm thẻ lên tàu từ NASA. Tổng quãng đường mà sứ mệnh Artemis 1 sẽ đi và mang theo tên của bạn là 1,3 triệu dặm hay 2,1 triệu km. Mila Kunis và Ashton Kutcher ra mắt chiến dịch gây quỹ cho Ukraine Hôm thứ Năm, nữ diễn viên người Mỹ gốc Ukraine Mila Kunis cùng với chồng của mình, nam diễn viên Ashton Kutcher thông báo rằng họ sẽ ra mắt chiến dịch gây quỹ GoFundMe Stand with Ukraine. Với thông báo mới này, cặp đôi nghệ sĩ sẽ quyên góp 3 triệu đô la Mỹ cho Flexbox và Airbnb. Mục tiêu của GoFundMe Stand with Ukraine là cung cấp viện trợ và nhà ở cho những người Ukraine bị tàn phá bởi cuộc tấn công của Nga, và mục tiêu cuối cùng là huy động được 30 triệu đô la Mỹ. Trong một video được đăng tải trên các trang mạng xã hội, cặp đôi nghệ sĩ cho biết Flexport sẽ vận chuyển viện trợ nhân đạo trực tiếp đến các tổ chức phi chính phủ ở mọi nơi trên thế giới. Theo báo cáo từ Liên Hợp Quốc, ít nhất một triệu người tị nạn đã rời Ukraine sang các nước láng giềng, trong đó có khoảng nửa triệu trẻ em. Hiện tại, thêm một triệu người khác trong nước đang phải di dời và cố gắng tìm nơi trú ẩn. Theo ước tính, GoFundMe đã tích lũy được hơn 3,5 triệu đô la cho đến thời điểm hiện tại nhà đầu tư mạo hiểm và nhà từ thiện người Mỹ John Conway đã quyên góp 2,5 triệu đô la trong tổng số đó. Nữ diễn viên Mila Kunis sinh năm 1983 tại Shonaki, thuộc Liên Xô cũ. Năm 1991, gia đình cô chuyển đến sinh sống tại Mỹ. Mila Kunis được đánh giá là một diễn viên xinh đẹp và tài năng. Cô nổi tiếng với các tác phẩm điện ảnh như Black Swan, Friends with Benefits, vào năm 2015, Mila Kunis kết hôn với nam diễn viên Ashton Kutcher, bạn diễn của cô trong bộ phim hài The 70 Show. Đến với chuyên mục điểm phim của tuần này, mời quý vị theo dõi bộ phim Mamma Mia. Mamma Mia là một bộ phim nhạc kịch lãng mạn, pha lẫn hài hước, được dựa trên các bài hát nhạc pop thành công của nhóm nhạc Thụy Điển ABBA. Trong bộ phim Mamma Mia, nữ diễn viên gạo cội Murray Swift vào vai người mẹ độc thân Donna Sheridan. Nhân vật Donna sinh sống và làm việc trên một hòn đảo Kalukari, Hy Lạp và một mình nuôi nấng người con gái xinh đẹp Sophia Sheridan. Trong một lần đọc trộm nhật ký của mẹ, Sophia đã tình cờ biết được có đến ba người đàn ông có thể là người cha ruột của cô, bao gồm một người là nhà kiến trúc sư người Ireland một người thám hiểm kim nhà văn người Thụy Điển và một người nhân viên ngân hàng người Anh. Và trước thềm diễn ra hôn lễ của mình ở độ tuổi 20, Sophie đã quyết định gửi ba tấm thiệp mời đến cả ba người đàn ông đó. Với niềm tin rằng chỉ cần gặp họ là cô sẽ nhận ra ai là cha ruột của mình. Trong bộ phim Mamma Mia không chỉ mang đến những khung cảnh biển xanh, cát trắng, đầy ánh nắng và gió, bộ phim còn là câu chuyện về tình mẫu tử, tin bạn về nhân văn trong cách những người tình cũ đối với nhau. Trong câu chuyện của nhân vật Donna, có thể người tình cũ đã mang lại không ít tổn thương trong tuổi xuân của bà, nhưng đến cuối cùng, khi gặp lại, họ vẫn dành cho bà sự bù đắp cùng tình cảm đầy trân trọng và đáng quý. Bởi vì, dù khó là ai hay ở độ tuổi nào đi chăng nữa, mỗi người phụ nữ đều đã rất tuyệt vời và xứng đáng được yêu thương và đó cũng chính là những thông điệp mà Culture muốn gửi tặng đến mọi người phụ nữ trên thế giới nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Mời quý vị cùng thưởng thức bộ phim Mamma Mia trên Netflix. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 5 tháng 3 năm 2022 như sau. Một đô la Mỹ bằng 23.151 đồng Việt Nam. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đồng đô Canada áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến ngày 9 tháng 3 năm 2022 như sau. Một Canada bằng 18.166 đồng Việt Nam. Trong khi đó, theo Bank of Canada, một Canada bằng 0,7843 đô la Mỹ và bằng 0,7182 đồng euro. Giá dầu thô WTI là 115,7 đô la Mỹ một thùng, giá dầu thô Brent là 118,1 đô la Mỹ một thùng, còn giá vàng là 1970,67 đô la Mỹ một ounce. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện cuối tuần, câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống, đó là câu chuyện tôi ở vị trí số 21 với giọng đọc của Ngọc Yến. Và phần câu chuyện ngắn cuối tuần cũng sẽ khép lại bản tin hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi các video mới tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn một Chủ nhật an lành và một tuần mới vui vẻ, hạnh phúc và nhiều may mắn. Hoàng Anh cùng nhóm biên tập xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Câu chuyện cuối tuần Tôi ở vị trí số 21 Rick đã tìm được một công việc rất hợp với mình từ thông tin quảng cáo trên một tờ báo. Trên quảng cáo yêu cầu những người tham gia ứng tuyển vào sáng ngày thứ hai đến tại địa điểm trên đường số 24. Khi Rick đến nơi thì đã 20 người đứng xếp hàng ở phía trước, anh ta đứng ở vị trí số 21. Làm thế nào để tạo ấn tượng với chủ khảo đây? Rit lấy ra một tờ giấy, viết vài dòng chữ, xếp tờ giấy lại, đi về phía cô thư ký, lễ phép nói với cô ấy: "Nhờ cô chuyển gấp tờ giấy này đến ông chủ của cô. Nó rất quan trọng." Cô thư ký cảm thấy anh chàng này thật thú vị, cô ấy mở tờ giấy ra, không nén nổi phải bật cười quay mình đi vào phòng làm việc của ông chủ. Sau khi xem tờ giấy, ông chủ cũng cười lên, bởi vì trên tờ giấy viết: "Thưa ông, tôi xếp vị trí số 21 của hàng, trước khi ông nhìn thấy tôi, xin ông hãy khoan đưa ra quyết định." Rick đã có được công việc như mong muốn, đây chính là kết quả nhờ vào sự thông minh khéo léo của anh ta. Đúng vậy, một người nhanh nhẹn, linh hoạt, luôn tích cực động não suy nghĩ bất cứ lúc nào, cũng sẽ luôn chủ động và hiểu rõ thời thế. Mưu trí cũng là trí tuệ, sự mưu trí thường có thể chuyển bại thành thắng. Trong cuộc sống luôn luôn có những tình huống mà chúng ta ở trong thế bị động và bất lợi. Lúc này chúng ta có thể dùng mưu trí một cách khôn khéo để chiến thắng. Mưu trí cũng là một sự biểu hiện của năng lực con người.